Thưa quý vị, là hôm nay rất là vui là đồng nghiệp của chúng tôi là bạn Hiền Lương ở VOV1 có đến trò chuyện với tôi về quan họ. Bây giờ thì tôi mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vâng, khi mà nói đến quan họ Bắc Ninh ấy, thì anh có thể nói một cách tổng quát, một cách bao trùm nhất là quan họ là như thế nào hay không ạ? Quan họ thì theo cái hiểu một cách nó gọi thông thường nhất thì là hát giao duyên, tức là bên nam bên nữ hát giao duyên đối với nhau. Thế còn hiểu sâu một chút nữa thì hát giao duyên nó cũng có lề lối, nó cũng có cái cách thức của họ, nào là cái trạ như thế nào, nào là trình thức hát ra làm sao, và cái cung cách hát thế nào. Đấy. Ví dụ như là cách trạ là kết trại hay là nghĩa nước chẳng hạn, thì là hai bên con họ đưa con họ kết kết trại với nhau, sau đó là có thể mở những cái canh hát, rồi là hát gọi là giao duyên với nhau. Mà để mở canh hát giao duyên với nhau ấy thì phải chuẩn bị như thế nào, thế rồi là những cái chặng hát ra sao. Chặng đầu tiên là hát mở, hát chào, chặng sau giọng vặt, chặng sau nữa giã bạn. Thế trong hát mở hát chào thì có những cái loại những cái câu hát gì, trong hát vặt giọng vặt thì có những câu hát gì, và trong hát giã bạn thì có những câu hát gì. Đấy, hiểu rất nôm na là đây là một hình thức hát giao duyên của người xưa. Và bây giờ thì rất nhiều người nói thế này để Hiền Lương quý vị thính giả cũng hiểu rằng là cái quan họ, cái quan họ mà quý vị nghe thường ngày ở trên đài ấy, thì đấy đã được là trau chuốt, gọi là chuốt lại rồi. Ví dụ như là các bài, những bài như còn, những mà người quen thuộc như là còn duyên, hay là những cái bài như là kẻ Bắc người Nam, hay là người ở đường về, thì đã được các nhạc sĩ chuốt lại rồi. Thế còn nguyên bản của họ thì hát quan họ làm nó khác. Thế rồi là chúng ta trở lại quan họ làm một chút thì chúng ta thấy rằng là để mà hát được đối, được giao duyên với nhau thì bọn bên này phải thuộc khoảng hàng trăm câu thì bọn bên kia phải thuộc được thì mới đối được nhau. Ví dụ như là bên này ra một cái câu về tình bạn chẳng hạn, thì bên kia cũng phải đối lại bằng một bài tình bạn, nhưng mà nó khác cái nghĩa đấy đi. Nó vẫn là tình bạn nhưng nó khác cái nghĩa đi. Đấy, ví dụ thế. Thì cái cách mà để người ta hiểu hơn về quan họ ấy, thì phải nói là nói cả tháng cũng không hết. Nhưng mà để nói ngắn gọn thì cách hiểu ngắn gọn đó là hát giao duyên. Và sau năm 19, tôi cứ tạm gọi sau năm 945 ấy, thì khi mà các bạn tám thành công ấy, thì chúng ta có đường lối văn hóa văn nghệ mới. Cho nên là chúng ta có cái gọi là bên cạnh cái quan họ cổ làng thì chúng ta có quan họ đoàn, tức là các nghệ sĩ quan họ chuyên nghiệp. Vì ngày xưa các cụ là không chuyên nghiệp, các cụ ra cứ tháng 3 ngày 8 hay là mùa xuân thì mới hát cùng nhau, còn lại đi cấy đi gặt đi làm nhan chứ có được hàng ngày tập luyện đâu. Thế còn bây giờ có chuyên nghiệp, và chuyên nghiệp thì muốn là chuyên nghiệp thì phải đẹp, phải nghệ thuật hóa, không thể hát như các cụ là hát cả ngày ròng rã cứ ai được, phải nâng nó lên để mà thành một chương trình chuyên mục kịch mục. Thế rồi từ quan họ đoàn đấy thì sẽ lên được quan họ đài, tức là sau khi mà đã chốt lại những bài quan họ rồi thì bắt đầu mới đưa lên thu thanh để phát trên đài. Bên cạnh quan họ lời cổ thì quan họ lời mới, bởi vì quan họ lời cổ thì không thể ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ, ca ngợi cuộc sống mới được, thì lại đưa lời mới vào, thì mới có rất nhiều bài như Chiều bên dưới anh thầm nhớ về được, hay là mới có những cái bài như là Duyên con họ được. Ngày xưa về với Hội Lim áo xe gắn thép làm tin, ngày xưa về Hội Lim áo xe gắn thép làm duyên mà bạn tình đó, ví dụ thế. Tức là tất cả những cái hình thức quan họ như thế, tức là chúng ta giờ có ba hình thức quan họ làng, quan họ đoàn, quan họ đài, nói nôm na như thế. Thế còn để hiểu hơn thì cũng lại phải một chương trình sâu. Vâng, vậy thì khi mà để nói đến